cầm tù. Vâng ạ. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của kênh truyền thông Việt Vision. Kính thưa các bạn, chúng ta đã biết người ngồi bên cạnh Bảo Trâm hôm nay là anh Nguyễn Thanh Tú. Trong một dịp cuối năm, anh Thanh Tú về Hà Nội và Bảo Trâm đã có dịp được trò chuyện cùng anh Thanh Tú. Xin quý vị và chúng ta cùng theo dõi câu chuyện của hai anh em. Thưa anh Thanh Tú, anh thấy tiết trời Hà Nội nào? Mát, tôi thích cái khí hậu đấy. Dạ. Mà còn đồ ăn sao anh? Đồ ăn thì đối với tôi, đồ ăn ở Việt Nam là tuyệt vời, rất là ngon kìa. Anh thấy món ăn nào mà gây cho anh cái sự thích thú nhất ạ? Tôi thích ăn vỉa hè, thích ăn vặt đó. Mục tiêu tôi thích ăn vặt, cái thứ nhất là tôi muốn cho đồng bào trong nước, ở ngoài nước và trong nước thấy là mấy năm nay tôi ăn tôi không bệnh hoạn gì cả. Điểm thứ hai, tôi muốn cho mọi người trong và ngoài nước phải đừng nghĩ rằng hay là họ đọc truyền hay nói cái thuốc hay là không có tốt, những cái đó sẽ là hại cho những người làm gọi là lao công tội họ. Thành ra đừng để một con sâu làm sầu nồi canh, nghĩa là cái chuyện có thật nhưng mà không phải ai cũng vậy. Bởi vì tôi ăn ở vỉa hè chẳng những ngon rẻ mà tôi ủng hộ, tôi muốn giúp người nghèo làm giàu. Thế những món ăn ở Việt Nam cụ thể anh thích món nào nhất ạ? Ở Hà Nội thì tôi thích ăn phở và cái cá gì đấy, cá mới vừa ăn. Chả cá Thăng Long. Với lại cái thịt gọi là như là cái thịt nướng mà chấm nước đó. Bún chả. Bún chả. Vâng, thế còn anh cảm thấy tình hình giao thông Hà Nội nào anh? Anh nói thật không ý kiến anh. Chắc là anh Thanh Tú rất là thấy nhỉ, bởi vì khi Bảo Trâm là đưa anh Thanh Tú đi phố cổ thì anh Thanh Tú là rất sợ, không dám qua đường. Đúng vậy. Thấy xe cộ nhiều quá, Bảo Trâm phải dẫn anh Thanh Tú qua đường. Đúng vậy. Thế anh Thanh Tú tế nhị, anh Thanh Tú là tôi không ý kiến, Bảo Trâm có lẽ nói thay anh Thanh Tú. Vâng, thế đây câu chuyện lúc băng qua đường tôi phải nói anh Trâm, anh Bảo Trâm phải phụ tôi nhé. Tôi thấy ghê quá, cái xe họ lắm ghê quá. Có anh nước. Dạ. Kính thưa quý vị các bạn, thì chúng ta biết anh Thanh Tú, gia đình anh là nạn nhân của băng đảng khủng bố Việt Tân, và người cha thân yêu của anh, ký giả Đặng Phong, đã bị băng đảng Việt Tân thủ tiêu vì đã nói lên sự thật. Cái câu chuyện của anh Thanh Tú khi mà lên truyền thông hải ngoại và trong nước thì gây rất nhiều sự xúc động, cảm thương và đồng thời rất cảm mến và cảm phục anh Thanh Tú. Tôi lầm lỗi một mình bao nhiêu năm đi tìm công lý cho cha. Thế thưa anh Thanh Tú, anh có thể chia sẻ tiếp tục cái câu chuyện về Việt Tân và những mánh lừa đảo của chúng không? Vâng anh. Đối với Việt Tân đó, và Voice 231, 132, cái điểm chính của họ là gây quỹ. Để gây quỹ họ phải, tôi nói là họ phải gọi là gây hận. Gây hận là họ tạo lên những cái gọi là cách mạng màu. Họ mướn những người ra, những cái biểu ngữ, cầm biểu ngữ được trả lương, ăn tiền đấy. Tôi đã phóng điều tra và phỏng vấn mấy người đó thì được biết mấy người đó họ được trả tiền, thì có nghĩa là họ là không phải là tranh đấu cho cái lý tưởng mà họ là những người biểu tình nhà nghề. Sau khi đó họ gây, sau khi gây được rồi gây hận, họ cần phải nuôi hận. Nuôi hận thì họ phải nhờ vào những cái tôi gọi là bộ máy tuyên truyền của họ, là những cái đài như là Á Châu Tự Do, Tiếng Nói Hoa Kỳ và BBC. Tôi đây tôi căn cứ về khi tôi điều tra, họ gài người Việt Tân vào trong đó hết, và những người mà những cái việc những cái việc đề tài mà chuyện họ muốn nói để đưa ra đó là Việt Tân đã cầm vững hết mấy cái đề tài đó, là đưa những cái đề tài đó đó, họ quản trị hết mấy cái đó, là quản lý. Sau khi nuôi hận xong, tại vì họ phải nhờ những cái đài này lặp đi lặp lại, họ nuôi cái hận, bắt đầu họ buông hận. Buông hận có nghĩa là gây quỹ. Tại vì khi mà họ gây được cái chú ý rồi, bắt đầu họ buông hận, họ gây quỹ, họ cần sống vào cái đó. Nhưng mà cái người trả giá ở đây đó là phải nói là nạn nhân ở đây là những người mà đi theo,
mà người những người mà gọi là cái hiểu biết nó không không kinh nghiệm ở trong xã hội, hiểu biết không biết nói làm sao, anh thiếu kinh nghiệm hoặc là không có thiếu tin tức đó, nên là họ tin những gì Việt Tân nói. Tôi nói lý do tôi nói họ trả giá không phải họ không phải là những người mà họ những người mà họ làm đi theo trả giá, mà gia đình họ là những người trả giá, tại vì bố mẹ mất đi một đứa con, và những người mà vào tù có thể họ có con thì họ sẽ không thấy con cái họ là vợ con họ. Thế nên khi một người đó đi vào tù không phải là anh hay chị trả giá, mà nguyên cả gia đình bị trả giá, và có thể họ vào cái danh sách mà kiểu như là không được hoạt động hoặc là được xin việc làm và vân vân như vậy đó. Nên họ trả giá rất là cao cơ. Cái điều mà quan trọng cái tôi muốn nói đây đó là khi mà tôi về Việt Nam lúc bây giờ tôi phỏng vấn kháng chiến quân, thì cái từ ngữ họ dùng là rất là đúng, là vắt chanh bỏ vỏ, rất là đúng. Tại vì sau khi mà Việt Tân họ dùng xong họ vứt đi, không còn quan trọng. Những người mà vào tù đó họ không đề cập tới. Thành ra cái chuyện mà các anh tranh đấu cho Việt Tân không, họ không có chống cộng, chống gì, họ chống gậy. Tại vì cái điều tra vừa qua tôi cho thấy rồi, họ mang những đại gia vào, rồi họ nói họ chống cộng sản, bệnh một tay chống và một tay kia họ đưa hàng loạt đại gia cộng sản vào, họ không có chống gì cả. Mấy chục năm nay họ lừa gạt cộng đồng ở hải ngoại. Đó là lời tôi khuyên những người mà không nên, những người mà gài bom này kia đó, đánh phá cái anh ở tù vô gọi là vô ích, không có gì cả. Tại vì cái người mà trả giá không phải các anh, không phải những người con, mà những người bố mẹ, những người vợ, những người con, những đứa bé con ở lại, và những người anh em gia đình hết. Vâng. Trước cái sự bịt bợm của ông Đảng Việt Tân như vậy, và rất nhiều đài báo của nhà nước cũng như các kênh truyền thông độc lập của bên hải ngoại đưa tin vạch mặt, thế mà vẫn có một vài người ở trong nước tin theo Việt Tân và nghe theo Việt Tân để làm những cái việc mà ảnh hưởng an ninh quốc gia. Vậy thì anh có lời nhắn nhủ gì với những cái con người đó, đặc biệt là những lớp trẻ? Nó khó lắm mà, tại vì cái chính sách của băng đảng Việt Tân là Voice là họ ngu dân dễ trị. Những người đó là những cái mục tiêu của họ, họ nhắm vào những người đó là cái mồi, tôi gọi cái mồi đó. Tôi thương họ, tại vì họ không biết. Thành ra tôi chỉ nói các anh khuyên nên suy nghĩ kỹ trước khi làm việc đó. Nên nhớ cái người trả giá là gia đình mình, là bố mẹ mình. Còn Việt Tân xong, đối với Việt Tân các anh không có gì cả, không có còn quan trọng, nghĩa là họ vứt đi và thôi, đi ra tìm cái mồi khác. Phải suy nghĩ trước khi làm việc đó. Như tôi nói, người trả giá đây là bố mẹ các anh, con cái mà lớn lên, chúng ta có bổn phận nuôi bố mẹ, mà các anh ở trong tù thì làm ai sẽ nuôi bố mẹ mình sau này, ai sẽ đưa nuôi vợ và nuôi đứa nhỏ, hay là nếu mà mấy người các anh mà có con cái thì ai sẽ lo cái chuyện, nghĩa là cái gia đình tan nát hết. Vâng thưa anh, thế anh nghĩ sao khi mà một số bạn trẻ trong nước mà lớn lên, được sinh ra và lớn lên ở Thái Bình, tức là khi mà hòa bình và độc lập đã thống nhất ở trên giải đất chữ S rồi, nhưng họ lại có cái xu hướng muốn cổ suý hoặc khôi phục cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa, ví dụ như Hồng Thái Hoàng, Dũng Phi Hổ, Bao Sơn Nguyễn, Bạch Hồng Quyền, vân vân. Việt Nam không phải như Việt Nam 30 năm về trước. Việt Nam ngày nay, nếu mà tôi trở lại, tôi thấy rõ ràng, trắng đen thấy rõ, kinh tế rất là mạnh. Có nghĩa là có nhiều nước ngoài họ đầu tư vào. Lý do họ đầu tư vào là tại Việt Nam được gọi là ổn định. Cái kia cái quan trọng là ổn định, cho nên họ bắt đầu tư vào. Sau khi họ đầu tư vào thì kinh tế Việt Nam bận. Khi kinh tế chúng ta phát triển mạnh là tại sao? Chúng ta cần phải phát triển mạnh để tạo việc làm, thuế đóng cho nhà nước để làm gì? Để mua vũ khí làm gì? Để bảo vệ cái biển đông của mình, gọi là bãi biển phải không? Phải bãi biển mà bảo vệ biển đảo. Biển đảo vậy đó. Phải có tiền, phải cần vũ khí. Thành bởi như vậy, nếu họ định, nếu các anh đánh phá như vậy thì nước ngoài họ nhìn vào, quốc tế họ không muốn, không ai muốn đầu tư vào một nước mà không được ổn định. Nên nhớ là Việt Nam là mấy nghìn năm chúng ta đương đầu với Trung Quốc, rồi Nhật, rồi Pháp, rồi Mỹ, đủ rồi. Đây là mấy chục năm sau đây,
nước Việt Nam ngày nay gọi là đứa bé mới biết đứng, và thì đương nhiên là biết đứng đi vấp té thì phải từ từ, cái xã hội nào cũng phải trải qua như vậy, Đại Hàn ngày xưa cũng vậy, Nhật cũng vậy, nước nào cũng vậy ha, phải trải qua một lịch sử đó rồi từ từ mới biết chạy. Anh phải biết bò biết đứng, phải biết bò biết đứng rồi mới biết chạy được. Thành ra phải đòi hỏi cái sự kiên nhẫn của mọi người, hãy kiên nhẫn đợi. Nếu không, nghĩa là nên đóng góp, mọi người đóng góp vào để xây dựng, để rồi chúng ta có một nước. Để tôi nói như vậy, là người Việt, tôi nói về, có thể nhiều người sẽ đồng ý việc này, là người Việt chúng ta luôn luôn ai cũng có cái mộng để sau này biết nước Việt Nam sẽ là một cường quốc về kinh tế và quân sự. Bởi như vậy cần sự đóng góp của mọi người. Còn nếu đánh phá thì cái nước mà lộ nhất là chúng ta, sẽ không ai đầu tư, không đầu tư thì không có kinh tế, không kinh tế không có việc làm thì ai trả giá? Dân khổ. Dân khổ thì không, chúng ta không có tiền để mua vũ khí thì Trung Quốc có lợi. Vậy thôi. Vâng, thưa anh nghĩ sao khi mà những vị chống cộng ở bên hải ngoại họ luôn kêu gọi về tự do, trong đó có tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng. Nhưng ngay ở xứ Cali, xứ mà họ cho tự do, thì những người đi cái luồng tư tưởng ngược lại họ thì họ lại biểu tình, họ chống phá, họ quy trục là cộng sản là vô. cái đề tài này thì tôi rất rành. Cái chữ tự do của hải ngoại nó khác. Tự do đây là tôi tự do, tước tự do các anh. Nếu mà tôi không đồng ý, là cái tự do ngôn luận bên đó bên không có. Khi anh gọi là tự do ngôn luận hay là tự do, họ không đồng ý thì họ chụp cho anh cái gọi là cộng sản. Cái chữ cộng sản, mỗi lần tôi nghe tới cái chữ cộng sản thì nó đề cập tới cho tôi thấy họ bất lực là một. Với lại họ dùng cái chữ cộng sản để họ che giấu cái xấu của họ đi. Thành ra cái gì cũng cộng sản cả. Không bao giờ nhìn nhận mình làm lỗi, cái gì cũng cộng sản cả. Đã đến lúc và đôi khi chúng ta cần phải thực tế nhìn vào cái gương và nhìn hỏi thật cộng sản hay là chính anh tự em ấy. Tại cái tự do mà họ gọi là tự do báo chí, tự do ngôn luận không có. Nếu mà tự do báo chí nhân quyền này, vậy tôi hỏi cái câu này, 5 người chưa có cho cộng đồng nào mà 5 người nhà báo người Mỹ gốc Việt bị giết trắng trợn như vậy mà không ai lên tiếng hết. Nhân quyền đâu? Nhân quyền nghĩa là ở Mỹ còn chưa có thì làm sao các anh có tư cách để mà đòi hỏi chính quyền Việt Nam nhân quyền? Chứ nó không có cho hay. Tôi chưa nói về những người mà họ đi theo kháng chiến quân, họ mang ra họ tử hình mà không ai đứng lên nói biểu tình hoặc đứng lên nói nhân quyền cả. Nhân quyền của mấy người đó đâu? Nhân quyền của cả 100 người mà đi theo Hoàng Cơ Minh bị chết, bỏ rơi rồi bị chính quyền Việt Nam nhốt tù, nhân quyền của người đó đâu? Không có. Như tôi nói, cái chữ tự do là cái là tôi tự do, tước tự do của các anh chứ không phải gì cả. Vâng, thưa anh, sau loạt bài phóng sự của anh vạch mặt băng đảng Việt Tân thì anh có bị cộng đồng cờ vàng bên hải ngoại chụp cho cái mũ cối nào không? Thưa anh, cái chuyện đó tôi không có đợi họ vạch mà. Họ đã chụp tôi lúc mà bố con tôi đã, bố con tôi chết vì hai chữ cộng sản. Và ngày nay những cái đài như SPTN họ nói là bố tôi chết là đáng, là vì cộng sản bị giết là đáng, và thằng con là cộng sản vì là tôi là cộng sản cũng cần phải bị giết như bố tôi, cha nào con nấy. Tôi buồn cười là như tôi nói, cái chữ cộng sản là cái lý do họ che giấu cái xấu của họ vậy thôi. Nhưng mà cái chuyện mà họ chụp là chụp tôi từ lâu rồi, đối với tôi không quan tâm. Cái quan tâm tôi đây là cái sự ổn định của nước Việt Nam, để rồi kinh tế mạnh, rồi chúng ta có tiền mua súng đạn để bảo vệ hòn đảo bờ biển Việt Nam thì thôi. Đó là cái quan trọng của tôi nhất. Vâng, thưa anh Thanh Tú, thì anh đánh giá như thế nào về cái cộng đồng chống cộng cờ vàng ở hải ngoại nói chung và ở Hoa Kỳ nói riêng? Lâu rồi, 40 mấy năm rồi. Cái suy nghĩ đôi khi chúng ta phải nhìn vào gương và tự hỏi mình. Tôi hy vọng nó thay đổi.
chứ kéo dài như vậy nó không có lợi cho ai cả. Như tôi nói, mấy người mà chống nó, họ chỉ cần bước chân đến Việt Nam một ngày thôi, một lần một thôi, tôi bảo đảm họ sẽ thay đổi liền ngay tức khắc. Tôi về Việt Nam tự do, tôi muốn làm gì làm, tôi muốn quay phim, tôi muốn làm gì. Đi đâu các iPhone, như tôi nói, chính quyền Việt Nam không cần biết tôi làm gì, không quan trọng với họ. Tại sao? Thực tế là họ không có nhân lực ở đây, cả chục triệu cái iPhone, không có nhân lực để kiểm soát là một. Cái thứ hai, đối với Việt Nam bây giờ, chính phủ Việt Nam bây giờ, như tôi nói, không phải 30 năm về trước. Cái quan trọng là ai muốn làm gì làm, cái làm sống, làm ăn, có lợi, có tiền, đóng thuế là xong. Miễn ra đừng nhảy lên xe công an hay là xe cảnh sát, anh lật đổ xe, nhảy lên xe rồi anh chỉ đạo mấy người kia lật đổ chính quyền Việt Nam. Cái đó thì cái đó không phải đợi Việt Nam. Mà ở Mỹ cũng vậy, anh nhảy lên xe cảnh sát mà anh đứng anh chỉ đạo, anh kêu đánh phá như vậy, mấy cái người cảnh sát Mỹ đang hay là vật anh xuống sàn rồi này kia, đường là anh máu me cái lộ, chứ không cần phải Việt Nam. Quốc gia nào cũng vậy, không có quốc gia nào mà bằng lòng cái chuyện đó. Họ phải giữ trật tự. Tôi không nói về Việt Nam, tôi chỉ nói về mấy cái nói về Mỹ thôi. Vâng, thưa anh, anh Thanh Tú ra Hà Nội vào dịp cuối tuần và anh đó đã có cái cơ hội đi chơi ở phố đi bộ, phố cổ. Thì với cái lăng kính của một Việt kiều Mỹ về, anh cảm nhận như nào về không khí Hà Nội, phố cổ, phố đi bộ ở đây ạ? Tôi yêu. Có thể anh hỏi tôi, có thể cái câu hỏi này không, cũng không có đúng. Là vì tôi lúc nào cũng yêu Việt Nam, yêu đồng bào trong nước. Thành ra tôi tìm đủ thứ cách để tôi yêu. Tôi trả lời như vậy. Chứ tôi cái khí hậu vui lắm, rất là vui. Như tôi nói, rất là ổn định, rất là an ninh, an toàn. Và nhất là vào cái cuối năm, cái khí hậu rất là mát. Chưa nói về đồ ăn nữa, đồ ăn ngon. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người